Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về mác bê tông 200 dùng trong xây dựng. Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau như chịu lén, uốn, kéo, trượt. Trong đó chịu lén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó, người ta thường lấy độ chịu lén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông và gọi đó là mác bê tông. Khi nói đến mác bê tông 200, chính là nói tới ứng suất lén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và ở độ tuổi 28 ngày đạt 200 kg trên cm vuông. Còn cường độ chịu lén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kg trên cm vuông và được lấy để tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất và theo định mức 1776 để trộn được 1 m³ vữa bê tông mác 200 đá 1x2, ta cần 281 kg xi măng, 0,493 m³ cát vàng, 0,891 m³ đá và 185 lít nước. Và để tính toán cho một mẻ bê tông trộn một bao xi măng thì ta có công thức như sau. Và để trộn một bao xi măng 50 kg, bao xi măng 50 kg thì cát bằng 0,493 nhân mấy mẹ 50 chia cho 1,281 bằng 0,09 m³ đá bằng 0,891 nhân 50,281 và bằng 0,16 m³ nước, 185 nhân 50 lít chia cho 281 32,9 lít. Trên đây là khối lượng tính toán cát và đá nước cho một mẻ trộn là một bao xi măng 50 kg. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về mác bê tông 200 dùng trong xây dựng. Xin chân thành quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.